Hôm nay lại là Theo Mì trở lại với một cái bịch đồ. Theo Mì Lucky, chạy xuống. Chạy xuống đây. Yeah, go, Theo Mì. Chạy xuống. Để lên đây. Taxi luôn nè, lên đây mà chó này nè, thử bịch đồ nè, ở đây nè. Đây là một bịch đồ rất là mịn. Come here little girl, come here. Đây. Bây giờ Theo Mì sẽ mở ra review con chú các anh chị xem hôm nay là bịch đồ này bự trong đó có cái gì nha. Yeah. Ở đây, taxi. Để lấy mẹ nè. Nhảy xuống. Yeah, hỏi cái gì vậy? Phải của taxi không? Đó, đây đây ngồi mẹ nè, qua đây. Rồi đây. Lên đây. Hỏi coi phải của taxi không nha, mình mở ra nha, taxi nha. Cái bịch đồ này á theo mình mua là hơn 2 tuần nó mới gửi về nha. Nó gửi về trễ luôn. Đáng lẽ nó nói là một tay á, mà đến hai tay thì mình mới nhận được. Nó bự, nhiều đồ. Phải không lắc cơ vậy? Come on, lên đây. Bự lắm. Bây giờ xem mình sẽ mở một cái món ra trước. Nó bự quá. Đây là cái mình mua một cái áo đầm nha. Đây là cái áo đầm cô chú và các anh chị. Rồi thêm mình mua cái size mình đón mượn được, không biết có mượn được không. Không mượn được là thôi luôn đó nha. Biết. Không biết biết. Nhảy xuống dưới đây biết. Biết không biết. Đây với mẹ nè, đi nhảy xuống ghế đi, lại đây qua đây chó này nè, các chi nhảy xuống đây, cái đầu đây, xuống đây có cái nhìn trong hình thì thấy đẹp nhưng mà không biết có đẹp không đó đó. Mà đây nha, chúng các chị thấy đẹp không? Các mày mua bận cho mùa hè, còn có một lớp hay hai lớp. Vải mà vải này nó cũng là nó mo, nó giống như là quên cái tên là gì, nó lạnh lạnh đó, nó chật nha, nó chật cái ngực thôi. Đó là một cái đầm thanh mình sẽ mua. Sexy xuống đây mặc cho, xuống đây come in, xuống đây cho nữa. Sexy bẩn cái này, đồ cột tóc đâu rồi hả? Đây là một cái. Còn đây là cái áo. Tinh ta tinh tinh. Hi Lucky, hi Lucky. À, cô Lucky nè, phải không? Xuống đây mà bận cho nhảy xuống. Một cái áo bận cho mùa hè. Chuyến này cho mày có mua đồ. Chắc thì nhưng em mới nói cho em xuống. Cái sợ em là cô Lucky nè, phải không? Đó, trời, cái áo này không biết bận được không? Ở trong hình nhìn nó đẹp lắm. Đau hết rồi, đau, đau mùi. Đây là một cái đầm cô chú các anh chị. Cái này cho mình mua áo như vậy nhiều. Mình thấy ở trên hình mình không biết là bằng thun hay bằng gì. Mình thấy đẹp quá, chắc mình nghĩ chắc trật. Đầm. Ốm thì bận được, tạm thời giờ thêm mình chưa có bận thử được. Mình mở cho cô chú và các chị xem. Rồi đến đây nè, lắc đi. Lên lên đây với mẹ, lên lên đây. Qua đây, lên đây. Mình xuống, taxi qua đây, taxi.
À, qua đó là em làm mấy cái này. Các chị thương các chị mà các chị đi đâu vậy, lượm tép tép thì mình thảy sao tép tép các chị đâu. Rồi lượm ra đây, đem qua đây thảy xuống, thảy tép tép xuống. À, kêu chị thảy tép tép là đồ chơi xuống cho mình thảy thì chị đi lượm tép tép mình thảy thì đi lượm nha. Yeah. Wow. Đó, chị thích thảy đồ chơi cho chị đi lượm như vậy đó. Cái này cũng là cái áo luôn. Vải này nó không có giãn nha, bây giờ nó phải may rộng nha. Không, cô chú các anh chị thấy cái lúc mình mua mình còn không bao giờ quên luôn. Mình quên mình đã mua mình luôn. Cáo lạnh này hả, lúc mình order thì nó bấm vô có, mình không có mua liền, để 1-2 ngày cái nó không có, nó hết thì cái mốt nó gửi tin nhắn nó nói là có. Sai này nó có bự hơn, sai này chắc vừa. Đây là cái áo cái mì bự lạnh đẹp, có nút dài, có dài một cái nút thôi, có túi mình thích. Đây. Cái này thay mì cũng mua đồ nhiều. Coi còn đồ nữa không nha. Lucky ngồi im, lucky. Các chị nhảy xuống đây con. Các chị xuống đây với mẹ. Nhảy xuống. Cái mì lucky. Em biết. Hai chị em nó ganh tị với nhau. Rồi ngồi im. Qua đây lucky. Ừ, thương không cái cài. Ừ. Không mẹ cái cài. Vậy qua đây là Lucky, chỉ đây, đây, đây. Lucky nó đi vòng vòng. Để coi còn đồ không. Cái này mở đồ ra trước. Cái này cái gì mình cũng quên luôn. Cái này order hơn 2 tuần nữa. Cho sexy Lucky nè. Rồi sexy mở ra đi. Mở ra đi. Lucky có mở ra không? Đây con, đây. Cho Lucky nè. Để sách chi, chạy đi lượm. Đi lượm ra. Lại đây nha, bếp. Lại đây. Ồ, cái này là cái đồ nghề làm vườn cái cây mì. Làm cây, cây sen đá. Ở trong đây nó có 10 món. Cái này là làm vườn cây sen đá có cây mì này. Cái này là mì. Tưới nước nè. Sợ luôn chắc chứ. Cái này để múc phân nè, múc đá nè. Cái này để chọt. Cái này để phủi nè, phủi đá dơ nè. Cái này để cắt nè. Cái này để vịn nè. Có nhiều thứ trong đây. Cái nhíp. Mười món rồi nha, con chú mười mấy món rồi nha. Giống như đồ chơi con nít vậy. Cái này làm chai lá cho thêm mì. Còn cái này là cái gì đây? Rồi Yumi Lucky. Qua đây chắc gì? Qua đây nè, đi qua đây nè, ngõ này nè, Sắc Chi, qua đây. Qua đây, đi qua đây. Nhìn Sắc Chi nó hổng. Nó thử cho đã, nó khỏi
tính chuyện với lắc cây em gái. Cái này là trời, cái này là mình gọi đầu xong á, cái này là mình gọi đầu xong á, mình làm gì mình ấy ở trên đầu mình như thấy cái khăn vậy, mình cuộn nó lại thôi, chui vô đầu hửi luôn, chui vô đầu hửi luôn. Cái này phải hai cái nha, có một cái nha. Lại đây lắc đi, không biết lại đây, lại đây mẹ thương, ngồi lên, ngồi chút, sit down, để sit down, không biết, các bác đi. Chắc thì nó đúng cái đầu vô nó mò đường chơi ở trong. Trời, ở mình cái này là tưởng có hai cái, cái này để mình mang vô mình lau nhà, hai cái. Cái này để mình mang mình lau nhà, học cái chân mình vô, này để mình súng là nó hủy. Hay mình thấy đôi dép á, mình mang mình lau nhà, mình khỏi mang dép, mình lau cũng được là thế đó. Lau vậy nè, mình sẽ ướt cái chân mình chỉ mang thôi. Hai đôi, hai chiếc. Come here, thương mẹ không? Không cái coi, hôn nè, hôn nè. Ừ, giỏi rồi xuống. Cái này mua thêm màu này nữa nè, màu hồng. Hai cô chú cái chuyện nó cũng giống này nè, nó màu hồng. Đây là cái quần. Đây cái mày mua đến 20 món rồi. 20 thứ nữa, cái quần. Trời ơi, không biết có mượn nhiều. Đây là một cái quần. Bận mua hay à. Mình đo cái cổ mình á, nó vừa là mình bận vừa cái lưng nha. Cái quần. Đây là nó đề là cái quạt nha, cái quạt mà cái quạt mình trồng ngay cái cổ mình á. Chặt pin nha. Cái này nè. Để mình cắm mình chặt pin, cái này nè. Mở lên để thêm mình coi coi có cái nút mở không, để vậy không biết nút mở ở đâu. Không có cái giấy nữa. Nó đợi đây cái quạt nào mà không biết cái nút mở đâu, chắc nằm ở đâu. Cái phải mở này chút cho mình coi lại. Rồi bên đây, hai bên đây nè. Khi mình nấu ăn hay mình đi đâu á, bên đây quá cái này nó sẽ thổi vào mặt mình cái quạt. Chút cho mình phải coi kỹ, không có giấy tờ gì hết.